chai chai dạy đi chai ơi, 8 giờ tối rồi đó chai nè, dạy giùm đi chai ơi, nằm ngủ chi lọ ra hè, nằm ngủ cái gión lọ ra hè. Á trời ơi, đây cái bụng nó rúng lên lọ. Cái mạc hắn chưa chi mặn mạc hắn cười rồi, hắn ngủ mà cái mạc hắn cười răng lạ ra hè. Tập nói tiếng Quảng lần lần cho chơi quen ha. Mẹ tên chi ra hè, mẹ tên chi nữa, có tên Bỏ Ngạc không? Á trời ơi, coi gấu của tôi con vẽ nè, vẽ gối của tôi màu trắng mà vẽ rồi giờ đứa không biết gối này màu chi luôn. Cười cười ngủ vậy là cười 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 rồi đó. Có một cái người mẹ táo hà rứa mà dạy mà không cười thôi chứ thầy bóp cái mũi. Tôi bóp cái mũi đó, hổng mà không có đánh mẹ nha. Con nói mẹ ơi đừng bóp mũi con, nói đây, nói mẹ ơi đừng bóp mũi con. Trời ơi, con cái mạc ghét. Cười. Mạc tôi ghét kinh đó mày. Cười. Không muốn này. Ôi trời ơi, cái bụng thơm dữ trời. Bụng chi mặn thơm kinh đó mày. Con cái mạc. Ôi trời ơi. Mạc ghét kinh đó. Ôi trời ơi, ngủ ngon không? Hả? Ngủ ngon không? Trời ơi, chừng không đồ đáp của mình vậy. Đáp của mình. Ôi dạ. Ôi trời ơi, 8 giờ tao biết rồi, 8 giờ tao biết rồi. Bây giờ mà không chịu dạy thì khi mô mới ngủ lại thì dạy đi. Ôi trời ơi. À. Đây để cho cô chú coi cái này nè. Đó. Là đi không chịu mon dép măng dài chơi vô hết. Là hả, nó bị trượt xước ở ngoài cái tấm đan đó. Nên là có cái máu chân tội nghiệp, cái máu chân em ghê chưa. Ủa rồi con trai đâu rồi hè, con trai đâu rồi hè, bây giờ kiếm con trai nha. Trai trai Mimo rồi, Mimo rồi trai, Mimo rửa. Ôi trời ơi, ngủ dậy có mẹ vui vẻ rồi thôi rứa thôi chứ còn đòi chi nữa. Con trai đâu rồi hè, cô chú có thấy con trai đâu không ta, con trai đây nè. Mình không bánh đâu, trời đất ơi, mà ngủ hồi nãy giờ biết đi, cô chú biết nó đi ngủ hồi mấy giờ không? Nó bắt đầu đi ngủ là lúc 6:30 tối. Ăn ngủ cho tới 8 giờ tối. ngủ cho tới 8 giờ tối luôn. Uống trai đâu nè, uống. Ôi trời ơi, mày chọc con hả? Ôi xin lỗi nha. Thôi bây giờ dạy nha. Không ngủ nữa nha. Thì ngủ nữa là không biết khi mô mới dạy đó. Khi mô tối chắc nó 1 giờ sáng mới ngủ lạ đó. Thầy. Cho em cái hiểu tiếng Quảng nè. Anh về nơi xứ Quảng, thăm người em phố hội, sông thu bồng con nước lững lờ trôi. Cháy đâu rồi hè? Trái đây. Ôi xin lỗi. Thôi nói chung là vậy đấy nha. Nãy giờ mày chọc lên như vậy là tỉnh ngủ rồi đó. Trừ dậy hề. Dậy ăn uống hề. Mẹ ăn chay tên gì hề? Mẹ ăn chay tên gì hề? Tên mẹ ăn chay tên là Bố Ngạc. không đáp lại không chọc nữa thôi. Làm đi. Chọc hồi cái bực mình cái hổn lên cái là cô chú là kêu hổn. mà chú không có biết là do là em mới ngủ dậy. em mới ngủ dậy trường má đi thôi, trường má đục đàn của mẹ, cục vàng của mẹ mới đó. Em chơi chay của mẹ em mới, si cu le của mẹ em mới. Thân thôi con ngủ thầy chừng nằm đây nha. Uống chai đâu rồi hè? Mô rồi. Chai nó mô rồi. Đi mô rứa. Mô rứa. Không có quýnh tay. Không quýnh tẩu sao cười rồi quạo lăn sao? Ủa vậy cuối cùng là vui hay buồn? Hả? Sao cảm xúc hắn lẫn lộn rứa? Hả?
Cuối cùng vậy là cô vui hay không? Vui hay buồn hay bực? Vui hay buồn? Ủa kìa, ủa kìa. Má trời ơi, má trời ơi, hắn muốn giỡn. Hắn giỡn mà hắn cạp. Má trời ơi, hắn đáp mền là hắn cười. Hắn cười xong rồi bây giờ mình mở cái mền ra là hắn cười. Hắn cười là hắn cạp. Sao lỏ thế hè? Hổng, không được, không được, không được. Không được, con thấy mày giỡn với con là con giỡn mạt với mẹ. Con giỡn mạt với mẹ mới không? Thôi được rồi, đi. Thôi đi, tôi đi. Bye bye nha. Bye bye nha. Bye hệ. Tóm giờ tối rồi đó mày nè. Mày dạy giùm ta cái đi mày nè. Tóm giờ tối rồi đó. Coi chừng làm hồi lọt lọt xuống đất không mày. Nằm xích lên, nằm xích lên. Nằm xích xuống chứ. Coi chừng lọt dưới đất là chết luôn nè. Ôi cái còm chi mà, cái còm chi mà nhọn kinh. Cái người con gớt chứ mà có cái còm nhọn ghê đó bay. Cái còm chi mà nhọn kinh. Ôi trời đất, ủa sao, sao giỡn người người, người quạo lên sao? Sao con người gì mà cảm xúc à, chay nói sao? Chay nhìn coi ai kìa chay. Ai á? Ai á? Hello cô chú. Hello cô chú đi con. Nói được nói đi cô chú ơi, con đang ăn gì? Đang ăn gì? Cô chú là kêu là quay một cái video về cái gì đó. Cái gì đó quên rồi. Cái thử thách này nè, ăn cơm xong đi mẹ mày mẹ cho cái video thử thách nha. Chay lâu lắm rồi mới được ăn cơm lại với trứng nè cô chú, chứ bữa giờ là ăn cơm với canh. Mà ăn cơm dày nó mới nhai nha, chứ mà còn ăn cơm mà mẹ múc miệng mẹ múc cho con muỗng bự quá phải không? Múc muỗng nhỏ nhỏ lại thôi nha. Rồi mẹ xin lỗi nha. Mà hả ăn vậy nó mới nhai nè, chứ mà có canh vô là nó nuốt trọng rồi mấy con nó làm biến nhai. Trời ơi, đút cái gì nó cũng nuốt trọng, đút mì nó cũng nuốt trọng mà nó lùa cái là nó nuốt vô liền, nó không chịu nhai. Uống miếng nước cho nè con. Uống nước cho dễ nuốt nè. Đâu? Con đang coi cái gì á? Con ăn cơm với gì? Ăn cơm gì á? Ăn cơm với gì đây? Giỏi. Ngon quá, ăn chén cơm là no cái bụng luôn. Bây giờ là ăn cơm vậy là cũng 9 giờ tối rồi đó cô chú. Ngon không? Mẹ mới mua chai nước tương Maggi mới cứng luôn á, chai này mới cứng luôn á, của Đức luôn á. Hồi bữa mua lộn chai kia của Trung Quốc. Bữa nay là ăn cái chai này mới cứng à. Bởi tính ra số con chai sướng dễ sợ luôn á. Sướng sướng ghê thiệt chứ. Ăn nước tương đồ này kia, được ăn nước tương của Đức đồ này kia nọ. Ngày xưa mẹ đâu được vậy đâu. Xưa là mẹ ăn nước tương rồi, mẹ ăn nước tương gì ta. Giờ là hả, mà hở cái là một bước là cái được lên xe hơi ngồi. Trời ơi, ngày xưa hai mẹ đi bộ với đi xe đạp thấy bà luôn. Trời, còn giờ là hả, mặc dù xe hơi đồ này kia cũng không có đắt tiền gì mấy. Mà hở cái là không được, không được, ăn xong mẹ mới cho đi. Ba đi ra ngoài ba dọn dẹp đồ nhai đàng hoàng. Ngày xưa hả hả là hả mẹ là không có xe đi nè, bộ đi xe đạp, đi xe Honda nè, đi xe Honda tống 3 tống 4 nè. Còn giờ cái có ngồi kiến đi lên xe hơi ngồi có máy lạnh lạnh ha, rồi ấm là có máy sưởi ha, có ghế ngồi riêng nữa, xuống dễ sợ. Cái gì ba để đó chút nữa con xuống chơi. Như vậy là phải là phải ngoan nghe chưa, sướng quá là phải ngoan đó, chứ không có được quậy hư đâu. Ăn cơm mẹ kêu ăn là phải ngồi ăn cơm đàng hoàng. Đó, quay cho cô chú coi chay đang phụ mẹ lột trứng nha cô chú nha. Giỏi lắm á. Thôi nè, đó. Đúng rồi, lột cái này coi. Nè, lấy cái tay á, lấy cái tay con lột coi nè. Đó. Đó, đây nè, đó. Thôi đâu, đây đâu, quả trứng lột đây nè. Rồi, cho cô trứng, cho cô chú coi cái trứng còn lột ra coi. Đó, rồi, cái trứng đâu, cái trứng đâu. Rồi. Lột trứng. Thôi bỏ xuống, bỏ xuống. Đó, đập đàng hoàng nha, đập nhẹ thôi nha. Này trứng cút chứ không phải trứng gà. Hồi bữa trứng gà thì cũng lột quấy lắm, còn này trứng cút hơi khó lột một chút. Trứng gà dễ lột hơn.
trứng cút con làm nhẹ nhẹ thôi ha. Hỏi chị rồi chùi vô mình, đừng có chùi, để cái tay ướt dơ luôn, đừng có chùi. Đây nè, bước ra. Đó, lột ra. Đúng rồi. Giỏi. Bỏ này, đúng rồi. Ooh, because we're eating eggs. Crow egg. Crow egg. Không bỏ này. Đúng rồi, không bỏ vô đó. Đúng rồi, cái vỏ là phải bỏ vô đây. Đúng rồi, giỏi. Đó, 7, đúng rồi, 7, bỏ 7, bỏ lộn rồi, không bỏ đây nè, đó. Đúng rồi, giỏi. Đó, trời ơi. Ô, wow. Cô chú, à không cho cô chú coi hả? Cái trứng này nguyên nè, mày cho cô chú coi đi, cô chú khen con chứ gì đâu. Rồi, trời, để xuống, ok, lọc tiếp đi. Đúng rồi, bóc đây là chỗ nào có trứng, lọc tiếp đi. Rồi, nhẹ nhẹ nó đặt gì cho bánh dữ. Vậy bé trứng hết sao? Cô giỏi chưa? Nồi trời ơi, trời ơi, đập nát trứng luôn. 2 tuổi rưỡi là biết phụ mẹ lột trứng rồi, là để làm bánh tráng đi bán cô chú ơi, hết tiền xài rồi. Giờ đi bán bánh tráng dạo ha con ha. Cô chú nào mà ăn được bánh tráng này của mẹ chay với chay bán là từng cái trứng cút là do chay lột đó nha cô chú. Con ăn đi. Nó ăn cái chồng trắng nó lột, nó bỏ chồng đỏ vô có được không? Cho ngoại ăn không? Không cho ngoại ăn hả? Đây nè, chồng trắng này con ăn đi. Đó, chồng trắng đó. Cô chú mà bán mà thấy mà cái trứng nào bể là do chay nó ăn mấy này cô chú. Nè, chồng trắng nữa nè, ăn đi. Không ăn hả? Trời ơi, tôi hướng ngồi lột, băng chân cút nè. Ai cút lộn không? Ai chân cút không? Cút ơi, chân cút ơi. Chạy ra đi chạy, ai chân cút không? Nói đi chạy. Ai trứng cút không? Ai trứng cút mầm. Đúng rồi. Nhìn vô đây nói. Ai trứng cút không? Nhìn vô nói. Chơi. Ai cút không? Ai trứng cút không? Ai trứng cút không? Nữa, ai trứng cút không? Ai trứng cút mầm. Trứng cút. Trứng cút. Ừ. Ai cút lộn. Nói lại coi, ai trứng cút không? Nói đi chay, nói lớn lên. Nói ai trứng cút không? Ông nhỉ? Nè, đây nè. Nói đi, ai trứng cút không? Rồi còn là đó, xong rồi đó. Trời ơi, nhờ sự giúp đỡ của chay mà mẹ lột trứng cút gần không hết luôn nè. Nói đi, ai trứng cút không? Ba đâu hả? Ba đang sửa xe ở ngoài kìa. Ai trứng cút không? Nói đi chay. Ai trứng cút không? Nói lớn lên. Ai trứng cút không? Ai trứng cút không? Ai trứng cút không? Đúng rồi. Nhớ. Hết rồi. Oh wow, rồi mẹ con mình đã lột xong rồi, hai file. Mẹ cảm ơn chay nha. Trời ơi, nó vô welcome mà mi lên, nó không có gì mẹ ơi. Con nói đi, không có gì mẹ ơi. Rồi nhìn vô đây nè, nhìn vô đây nó. Nói không có gì đâu mẹ ơi, nhưng mà con nói ai trứng cút không? Đúng rồi.